Muốn trở thành người phụ nữ duy nhất trong lòng một người đàn ông thì chúng ta phải tạo ra USP cho anh ta. Thưa thầy, em phát hiện chồng em có mối quan hệ ngoài luồng thì em phải làm như thế nào ạ? Có 3 việc mình cần phải làm. Một, trở thành việc làm đấy, trở thành người mà chồng mình muốn, vợ mình muốn, trở thành cái người mà người chồng mình muốn, vợ mình muốn. Hai, cái này khó hơn, là hiểu họ muốn gì. Họ muốn gì? Họ muốn gì thì nó cực khó. Tất cả mọi mối quan hệ thất bại vì cái yếu tố thứ hai này là nhiều hơn. Thế thì trong cái mối họ muốn gì này ấy, thì nó là có 6 cái nhu cầu. Thì mình nghiên cứu xem đối phương kia, cái nhu cầu của họ thực sự là gì. Thì mình quan sát thông qua các phương tiện mà họ đang sử dụng hàng ngày, để có thể xếp nó vào xem là nhu cầu của họ đâu là những nhu cầu chủ đạo. Nhu cầu sống tức là ăn, là uống, là nhậu, là đấy, xem đến là nhu cầu gì thì xếp nó vào nhu cầu sống. Có phải là ham muốn tiền bạc không? Thì đấy là có muốn tiền không? Lúc nào cũng giữ tiền, kiếm tiền, làm việc chăm chỉ không? Thì đó có thể là nhu cầu tiền. Có thể thôi nhé. Cái thứ ba thì anh ta có phải là cái con người ủy mị, cần sự chăm sóc, yêu thương, mềm yếu, quan tâm, thăm hỏi, hồi đáp, vân vân. Thì đấy là đặc điểm của một cái người mà có nhu cầu yêu thương. Như vậy thì có trong 6 cái nhu cầu đó, thì họ muốn cái gì? Họ muốn cái gì thì mình phải đáp ứng cái nhu cầu đó. Đáp ứng ở cấp độ cao nhất, tức là không có ai ngoài mình có thể làm được điều này. Nếu không, anh em còn nhớ đến cái tờ vũ khí bí mật của chúng ta ngày hôm qua không ạ? Đúng không nhỉ? Thỏa mãn nhu cầu mà người khác không thể làm thỏa mãn được thì gọi là gì? USP, đúng rồi. Và để có USP, chúng ta muốn trở thành người phụ nữ duy nhất trong lòng một người đàn ông thì chúng ta phải tạo ra USP cho anh ta. Nếu nhu cầu của anh ta là nhu cầu tình dục, nhu cầu sống, thì có thể vẻ đẹp tự nhiên là quan trọng. Đèn tắt thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Nhưng nếu nhu cầu của anh ta là nhu cầu danh vọng cao hơn nhu cầu sống, thì có khi là phải cao, đẹp, trang điểm, váy, chân dài, vân vân. Thì trong những tình huống như vậy, chúng ta phải quan sát. Mình không nhất thiết phải đẹp nếu nhu cầu của anh ta là sống, nhưng mình phải đẹp nếu nhu cầu của anh ta là danh vọng. Cho nên phụ nữ chú ý chỗ này, không phải mọi đàn ông đều muốn phụ nữ đẹp. Đi cạnh phụ nữ đẹp họ có cảm thấy nguy hiểm nếu nhu cầu của họ là sống. Cho nên họ, các bạn sẽ ngạc nhiên là tại sao bồ lại già hơn vợ. Nó ở nhà mày xinh quá, bố mày phục vụ mệt cả người, rửa bê nước, rửa chân, lau nhà, quét rác, đu các trò, ở đây ta được phục vụ. Đúng không? Không bị quét nhà, không bị sai vặt, không bị đá thúng, không bị đụng nia. Về nhà mày sinh mày bắt nạt tao, ở đây xấu, nó phục vụ tao. Thế thì đáp ứng ở cái cấp độ cao nhất thì mình phải sử dụng các cái vũ khí bí mật của mình. Cái vũ khí bí mật này thì có thể như này. Ta lấy ví dụ này, sự thông minh của một người phụ nữ. Sự thông minh của một người phụ nữ ngày hôm qua chúng ta còn nhớ không ạ? Thì nó dùng cho cái gì ạ? Cho người đàn ông gì ạ? Còn nhớ không? Người đàn ông giàu có, đúng rồi. Thì vì người đàn ông giàu có thì nhu cầu của anh ta có thể là nhu cầu tiền bạc. Cho nên cái sự thông minh về tài chính của người phụ nữ sẽ làm cho người đàn ông cảm thấy an toàn về mặt tiền bạc. Đúng không nào? Và để yêu thương được ấy, thì người đàn ông thông minh về tài chính thì cũng cần người phụ nữ thông minh về tài chính để mà thấu hiểu. Thế thì cái bước này là khó này, là thỏa mãn. Như vậy thì các cụ ngày xưa dạy như thế này, là môn đăng hộ đối thì gia đình nó hạnh phúc, nó nằm ở cái chỗ đấy. Tức là một cái nhà giàu
thì thằng con nó cũng giàu, thì nhà bên kia nó giàu thì thằng con nó cũng đã có cái tư duy giàu, nó gọi là môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối tức là cổng to bằng nhau. Ý nó nghĩa đen là cái cổng tường tộc, cổng trước và tường rào đằng sau là phải bằng nhau, tức là nhà giàu như nhau thì gọi là môn đăng hộ đối, nó là như vậy. Tường rào nó phải bằng nhau. Đấy. Thế thì ở đây thỏa mãn được cái nhu cầu và tìm ra các cái phương pháp thỏa mãn nhu cầu thì thực ra nó rất đơn giản. Cái người kia họ nói đi nói lại nhưng mà mình là kẻ vô tâm, mình không nghe, cho mình không bắt được tín hiệu. Thì khi mình không bắt được tín hiệu thì có ai đó vô tình họ sẽ làm điều này. Thế thôi. Và sau khi vô tình làm điều này thì người đàn ông của mình được thỏa mãn cho nên muốn giữ cái quan hệ này. Cho nên anh ta lại biến đổi để phù hợp với người kia. Thế là người kia lại càng say mê anh ta và hai mối quan hệ này nó được hình thành. Cho nên lý do đầu tiên mà hình thành một mối quan hệ là vì chúng ta đã để ra khoảng trống nào đó. Lý do để ra khoảng trống chính là ba cái điều trong chương 16, trong bài 16. Cái bước thứ ba là rất quan trọng. Là liên tục tìm ra những cách mới. Tìm ra những cách mới để thỏa mãn nhu cầu. Và thậm chí là những nhu cầu chưa phát sinh luôn, những chặn trước đấy. Đấy thì đây là ba cái con đường, ba cái cách làm, ba cái con đường mà bạn phải làm cùng với nhau. Như vậy thì có thể là cái việc đầu tiên ấy, là nâng cấp sắc đẹp của mình. Tôi không đề nghị các anh chị đi làm phẫu thuật đâu, nhưng mà học một lớp trang điểm là cần thiết. Thay đổi kiểu tóc có lẽ là điều dễ dàng làm. Thay đổi tóc, thay đổi màu sắc, cái răng, cái tóc là góc con người. Thay đổi kiểu tóc là một sự cần thiết. Đầu tiên là mình có quyền làm đẹp. Đấy là cái quyền thực thi mình, thực hiện luôn. Cho nên bước 1, nói lòng hoàng cái chỗ này. Thì tóm lại mấy việc phải làm. 1, đẹp cái đã. Mình đẹp là mình có quyền. Đấy là cái điều đầu tiên. Quyền lực của phụ nữ là sắc đẹp. Nhớ cho tôi cái chỗ này. Cái này nó nằm ở trong một cuốn sách nhá. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực. Cuốn sách kia là Nghệ thuật quyến rũ, một cuốn màu đen đỏ dành cho nam giới, một cuốn màu đen tím dành cho phụ nữ. Nghệ thuật quyến rũ. Trong cái chương này thì có nói về một nhân vật ngay chương 1 là Cleopatra. Bà cực đẹp luôn. Đấy, Cleopatra nói ngay luôn từ chương đầu là đẹp. Cho nên là đẹp là một loại quyền lực. Phải đẹp. Làm tóc mà không đẹp, làm lại. Trong 24 tuyệt chiêu quyến rũ của phụ nữ thì chiêu số 1 nó là phải đẹp. Rất quan phải đẹp. Mình đẹp ấy, mình có ra tòa, mình ly hôn, mình vẫn hoành tráng. Tòa ngồi như con gà rù là còn khóc sướt mướt, thẩm phán nó cũng muốn ký đơn nhanh. Mình đẹp, mắt của mình là phải nở nụ cười, chân là lúc nào cũng phải chéo chân đi, đi cũng phải chéo nhỉ. Đó, cái việc đương nhiên. Thế cho nên là tôi mới xem mấy cái chương trình mà mấy đạo diễn họ dạy catwalk ấy. Xong tôi cũng đi luôn mà. Mình đi mình mới dẻo được. Thế như vậy thì cái đầu tiên là cái thứ hai này, nói thật với anh chị em biết, cứ phải nấu ăn ngon. Cái thứ ba nhá, là phải hạ giọng xuống. Nó phải thỏ thẻ oanh vàng. Cái này là rất khoát, phải học, phải luyện. Phải thỏ thẻ oanh vàng. Từ cái hình dáng bên ngoài, từ cái giọng nói thì đấy chính là một phần thứ ba. Ba phần để tạo nên cảm xúc. Ba cái yếu tố để tạo nên cảm xúc trong khóa học quản trị cảm xúc các bạn sẽ gặp. Ba cái thành phần. Điều đầu tiên đó chính là trạng thái cơ thể. Trạng thái cơ thể. Trạng thái cơ thể bao gồm và đặc biệt này. Thứ nhất là dáng ngủ. Dáng ngủ là thứ các bạn không biết. Tôi đố các bạn biết làm thế nào để có được dáng ngủ tốt. Chỉ có một đúng rồi, chỉ có một con đường duy nhất thôi, lắp camera. Để tự mình biết được là mình ngủ có đẹp không. Trạng thái là dáng ngồi, đặc biệt là ngồi ăn. Cái này là chị em lúc yêu là chăm chút lắm. Nhưng về nhà rồi, nghĩ là của mình ngon rồi, nên mình không chăm chút. Cho nên nó mới xen vào được. Dáng ăn mình cũng quen rồi, mình chủ quan, mình không soi.
Nhưng mà lúc mình soi mình mới phát hiện thấy dở lắm, ráng ăn. Ráng ăn là một ngày cũng 2-3 lần đúng không nào? Ít gặp hơn là ráng đi. Mình không để ý, mình không bao giờ để ý, nhưng mà nó lọt vào mắt người ta, nó khó chịu. Như vậy thì nó gồm có là ngủ, là ăn, là đi, là đứng. Các chị đừng có lao ra đứng như này đúng không? Thỉnh thoảng mình đứng như này. Thế bây giờ làm nào để mình đẹp? Tôi xin chia sẻ này, rất mẹo, rất đơn giản. Xem F channel nếu nhà bạn có TV. F channel nếu nhà bạn có TV. F đấy, fashion. Nhưng mà nhà bạn không có TV thì không sao, quê mà không có TV thì lên trên mạng, YouTube mà search. Cứ tìm cái chữ là thời trang. Không cần phải mặc giống họ, vì họ là showbiz, họ mặc đẹp. Mình chỉ cần nhìn dáng họ đi mà mình học theo. Đấy, lên trên này mà xem họ đi. Về cơ bản anh em học theo những cái này. Nếu không ấy thì đi học thế thôi. Tốt nhất là nếu có tiền thì đi vào một lớp, lớp nâng cấp bản thân mình lên về hình dáng bên ngoài. Xong này, là những tất cả những cái đường tơ kẽ tóc như thế là phải để ý. Cái điều thứ hai, bên cạnh cái trạng thái như vậy thì điều thứ hai rất quan trọng là tập trung vào những cái điều tích cực. Tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống để nó tạo ra cho chúng ta những cảm xúc tích cực. Ông chồng mình có bạn gái, đấy là điều buồn, điều chán, điều bực tức, điều giận, điều căm thù. Nhưng nhìn vào mặt phải thì ít ra chồng mình vẫn còn gái theo. Tôi không bênh hay gì cả, tôi chỉ muốn cứu vãn thôi. Cho nên chúng ta phải luyện cái kiểu suy nghĩ này để chúng ta cứu vãn lại. Là ít ra còn đủ tốt. Thay vì nhìn vào thời điểm hiện tại của sự đau buồn, bạn quay trở về với quá khứ, thời điểm hạnh phúc. Thay vì nhìn vào những đau khổ này, hãy dịch chuyển về năm trước, 10 trước, 10 năm trước, 15 năm trước, thời mà chúng ta còn yêu nhau, thời mà còn bẽn lẽn với nhau, để chúng ta có được những cảm xúc tích cực. Và điều thứ ba, thay câu chuyện đổi cuộc đời. Kể cho mình những câu chuyện khác, sử dụng những ngôn từ khác. Giữa tòa mà bạn chỉ cần kể thế này: chồng em nó có bồ, thưa tòa. Thì lập tức tòa sẽ đồng ý xử ly hôn. Vẫn là câu chuyện đấy nhá, nó vẫn là câu chuyện có thật. Nhưng kể một câu chuyện khác, không phải là kể câu chuyện là chồng em không có bồ, mà kể câu chuyện có thật khác. Mà kể như thế này này: 15 năm trước khi còn là học sinh, hay là còn là sinh viên, hay còn trẻ, chúng em yêu nhau lắm và thề non hẹn biển với nhau rằng sống đến đầu bạc răng long. Bây giờ răng mới long mà đầu chưa bạc, nên tòa để cho bọn em sống nốt số phận còn lại. Kể câu chuyện như thế tòa nào dám xử. Đấy là thay câu chuyện đấy. Mình lùi lại quá khứ để mình tìm ra những điểm đẹp trong quá khứ mình nói. Tôi cứu các cuộc hôn nhân là như thế đấy. Lùi lại cái thời điểm đẹp. Ngôn từ, thay vì sử dụng những ngôn từ tạo ra các cảm xúc tiêu cực như là nó, mày, có bồ, điên tiết, ví dụ như vậy, thì dùng những từ khác thay thế: anh ấy, hoặc mình sở hữu luôn chồng tôi. Thay vì nó, hắn, dùng từ anh hoặc chồng tôi. Xác định lại sở hữu. Bây giờ mình chỉ cần thay cái từ chồng tôi là cảm xúc của mình thay đổi, cảm xúc của anh ta thay đổi. Đây chính là đặt lại đúng vị trí của nhân vật. Tôi thực sự rất yêu chồng tôi. Đây là một câu chuyện có thật phải không nào? Và cái câu chuyện kia là
chồng tôi có bạn gái cũng là một câu chuyện có thật phải không nào? Câu chuyện nào tạo cho mình những cảm xúc tích cực thì mình kể. Câu chuyện nào không hoặc là tạo ra cho mình những cảm xúc tiêu cực thì mình dừng lại nó. Cho nên lựa chọn phương tiện chính là cách tạo ra cảm xúc với bản thân mình. Mục đích của mình là cứu rỗi cuộc hôn nhân này, chứ không phải là mục đích của mình là trách móc hay là chịu trách nhiệm gì đấy nữa. Tất cả những điều này nó sẽ tạo ra một thứ nằm ở trung tâm này, có tên gọi là, nói to lên, cảm ơn các anh chị, nó có tên gọi là cảm xúc. Vấn đề là chúng ta phải quản trị cái cảm xúc của mình để tạo ra những cảm xúc tích cực. Những cảm xúc tích cực này sẽ tạo thành năng lượng tích cực, và năng lượng tích cực sẽ là trường điểm hút mạnh. Các bạn đến với tôi vì chủ yếu tôi tạo ra cho các bạn những cảm xúc tích cực. Chỉ nhớ thế này, một trạng thái mạnh thì tạo ra những cảm xúc mạnh. Một cái điều mà chúng ta tập trung vào nó đang cho chúng ta những cảm xúc mạnh thì nó tạo cho chúng ta cảm xúc mạnh. Và câu chuyện mà chúng ta đang kể nó tạo cho chúng ta cảm xúc mạnh thì nó tạo ra chúng ta cảm xúc mạnh. Thế thôi. Cho nên thay đổi trạng thái, bạn có thể trở nên mềm dẻo hơn, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn có được những cảm xúc yêu thương, biết ơn, chăm sóc. Bạn tập trung vào những điều tốt của anh ta thì bạn đang kể những câu chuyện tốt. Bạn cho mình một cảm xúc tích cực, và chủ yếu trong mối quan hệ này là cảm xúc yêu thương. Khi bạn bắt đầu tạo ra cho mình những cảm xúc yêu thương và biết ơn cái người đàn ông đó, trong quá khứ đi, hiện tại có thể là căm giận, tức giận, ghen ghét, bực mình, muốn tiêu diệt, nhưng trong quá khứ, ở nhiều thời gian trước, có thể là yêu thương. Bằng cách này thì người đàn ông này hay người đàn ông khác bạn cũng có thể chinh phục. Đó ta gọi là bỏ bùa đấy. Và nếu bạn làm được điều này và bạn vẫn muốn sống với anh ta thì chuyện này cũng dễ thôi. Nhưng ngay cả khi bạn không muốn sống với anh ta thì đây mới là cách trả thù kinh khủng. Câu chuyện tiếp theo là sau đó thì nó còn thế không? Cái quan trọng là bạn giữ được cái trạng thái này trong bao lâu. Bạn còn giữ được trạng thái này và trở thành duy nhất trên cái nhóm đó thì bạn sẽ còn giữ được nó mãi. Phụ nữ thì trở nên đẹp, mình sẽ có quyền lực, trở nên duyên dáng, trở nên biết chăm sóc gia đình. Thì đấy là mấy cái việc cơ bản. Ngoài ra bỏ ba cái việc lớn là không được đóng mình, không được trách móc, không được kiểm soát, thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ tuyệt vời hơn. Thế còn lại thì phụ nữ nào cũng thế thôi, ai cũng muốn chồng mình là duy nhất, chồng mình là số một. Nhưng mà vì có những lúc mình chảnh máng, mình bị cướp đến nhà, thì nhớ cái câu này của chị Út Tịch: giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Nhưng mà đến thời hiện đại bây giờ là còn cái lai quần, tức là còn cái thắt lưng, còn cái cạp quần này này, còn cái nịt cũng đánh. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.